Đến khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, hỏi ông Lê Hữu Thế, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, hay còn được mọi người gọi bằng cái tên thân tình, ông Mười. Có lẽ ai cũng biết, người dân quanh đây quý mến vì tính cách giản dị, gần gũi, hết lòng vì dân của người cán bộ này. Chú thấy ở đây có ông dễ thương, tốt lắm, ông định lắm. Thì mấy khu phố kia thì anh không biết, chứ thấy phố này là được lắm á. Như anh Diện đồ nè, anh Mười đồ nè, thấy ông cũng tốt, cũng đẹp lắm. Ông cũng mấy cũng quan tâm bà con ở đây lắm. Ông Lê Hữu Thế sinh năm 1963, có hơn 12 năm gắn bó với công tác mặt trận ở khu phố. Ông đã giúp đỡ cho hàng trăm hộ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng chẳng còn như xưa, nhưng ông Thế vẫn ngày ngày tận tụy với công việc, xông xáo khi dân cần, gắn bó với việc làng, việc xóm. Như gia đình chị Lâm Thị Kim Phụng sinh năm 1979 ở khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, là một trong những hoàn cảnh khó khăn được ông Thế kết nối hỗ trợ trao sinh kế vào năm 2023. Với số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình chị đã mua thêm lưới đánh bắt hải sản, phục vụ cho công việc nhằm phát triển kinh tế gia đình. Ở nhà thì cũng làm người biển, dù khu phố thấy như mình không có đủ khả năng, mình lướt chạy mình bồ bổ thì cũng khu phố cũng ủng hộ được một dạng lưới túi, được cũng được 11 tay với cột á. Mình mua lưới về nhà mình làm, tiền công cộ đổ là ở nhà là tự mình làm. Chỉ là mình mua lưới mua đồ thôi là được 11 tay lưới túi. Dù đi đây hầu Tết tới giờ đi cũng được, đi cũng có ăn. Thưa quý vị, dù đã ở tuổi ngoài 60 nhưng chú Lê Hữu Thế vẫn luôn rất là nhiệt tình, năng động trong các hoạt động tại địa phương. Và đặc biệt là chú luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân. Và để hiểu hơn về hoạt động của chú thì Mai Tâm xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với chú Lê Hữu Thế, là trưởng ban công tác mặt trận khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Dạ, con chào chú ạ. Dạ chú ơi, thì lý do vì sao chú lại đặc biệt quan tâm tới đời sống của bà con nhân dân và công tác mặt trận của mình ạ? Hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với người dân thì nhận thấy trong cái đời sống của bà con cô bác mình cũng còn rất nhiều khó khăn. Từ đó tôi mới có cái vấn đề qua cái quen biết của mình á, thì ban đầu thì cũng giúp đỡ, cũng nhờ những người bạn quen biết có khả năng rồi đóng góp tạo điều kiện giúp đỡ cho một vài hộ gia đình. Thì chi quỹ chi bộ khu phố cũng thấy được cái việc làm của tôi nó cũng có cái năng nổ, thì nói chung bên chi bộ cũng vận động tham gia vào cái công tác bên cái mặt trận. Vừa rồi tôi cũng vận động người dân là lắp đặt tất cả các thiết bị camera an ninh trên toàn khu phố, thì người dân cũng đã thấy được cái mục đích, cái thiết thực mang lại cho cái vấn đề đó, thì người dân cũng đồng tình, ủng hộ. Trong cái quá trình mà chú công tác thì có một cái hộ gia đình nào mà khó khăn giúp đỡ mà chú ấn tượng tới bây giờ hay không chú? Cụ thể ở cái hộ của anh Lê Văn Của thì phải nói rằng nó mang là cái ấn tượng cho tôi cũng rất nhiều. Tức là hộ này cha mẹ mất hết, rồi anh chị em cũng nghèo khó tứ tán mọi người nơi, rồi bản thân của anh ấy cũng mang bệnh tật. Tham mưu cùng với lại chi bộ xem xét rồi tạo điều kiện hàng tháng như thế nào đó để mà giúp đỡ cho cái anh này, ảnh có cái điều kiện, thì phải nói là cũng giúp đỡ ảnh cũng được 5-7 năm có, nhưng mà trong cái giai đoạn vừa qua không may ảnh đi lang thang, sau đó lọt ào mất. Rồi thì qua cái việc mất của ảnh thì bản thân tôi cũng vận động chia cho hàng xóm, lối xóm, tổ dân cư đồ, cũng lo chi phí đồ an táng cho em nó. Trong công việc này thì niềm vui lớn nhất đối với chú là gì vậy ạ? Tôi rất là tâm đắc và rất là vui vì đã mang lại cái thứ nhất là cái cuộc sống bình yên, cái thứ hai là góp một phần nhỏ nào đó cho giải quyết được những cái khó khăn cho bà con cô bác nhân dân trong khu phố, thì phải nói thì cũng là vui. Thì nếu như còn cái khả năng của mình làm việc ngày nào phụ với khu phố, phụ với bà con nhân dân, thì tôi cũng vẫn là sẽ sẵn sàng
để mà cùng với bà con nhân dân là đưa khu phố đi lên rồi cho ngày một tiến bộ hơn. Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn chú vì những chia sẻ này và chúc chú có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cái hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ bà con trên khu phố của mình nha chú. Quý đồng chí Thế thì trong vai trò làm mặt trận thì đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động của người dân cũng như là gần gũi với những cái hộ gia đình nghèo khó khăn trong dân cư. Thì vừa qua trong năm qua thì đồng chí Thế cũng đã tham mưu về cho chi bộ khu phố là những cái trường hợp khó khăn thì cũng kịp thời báo cáo về khu phố thì những hoàn cảnh khó khăn cũng neo đơn để mà những dịp lễ Tết nào đó thì khu phố sẽ tổ chức trao tặng quà cho những hộ nghèo khó khăn đó. Niềm hạnh phúc của ông Thế chính là được chứng kiến cuộc sống của bà con nhân dân khu phố Hải Sơn ngày càng sung túc ấm no. Niềm vui của người dân nơi đây cũng chính là món quà tinh thần, tiếp thêm động lực để người cán bộ mặt trận khu phố lại tiếp tục công việc của mình.